Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia tại vòng loại World Cup 2026, lần lượt vào các ngày 21 tháng 3 trên sân Gelora Bung Karno, ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình. Ưu thế của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze là chuỗi 7 năm liền với 5 trận đấu bất bại trước Indonesia, cho đến trước khi thua đối thủ ở vòng bảng Asian Cup năm 2023. Đội tuyển Indonesia đang thay đổi rất nhanh với dàn cầu thủ nhập tịch. Sau Mark Locke, Ekan Bagot, Ivan Jenner, Jody Amat, Rafael Struck, Justin Hubner, đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ trình làng thêm Nathan Joyon đang đá cho câu lạc bộ Swansea City của Anh. Ragnar Orat Magoen đá cho Fortuna Sittard của Hà Lan và J.E. Jess đá cho câu lạc bộ Venezia của Ý. Nhóm cầu thủ nhập tịch của Indonesia có thể hình tốt, cao từ 1m85 đến 1m90, trẻ trung, phần lớn chỉ dưới 25 tuổi, rất mạnh trong tranh chấp tay đôi. Nhờ dàn sao đến từ châu Âu, Indonesia đã pressing cực tốt, khiến đội tuyển Việt Nam vỡ kết cấu đội hình ở Asian Cup năm 2023. Song các chuyên gia lại cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn có thể khai thác điểm yếu của đối thủ. Ông Nguyễn Sĩ Hiển, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đánh giá, các đội V-League chỉ thêm 3 ngoại binh đã mạnh hơn rồi, còn Indonesia nhập tịch đến 10 cầu thủ. Họ muốn thể hiện sức mạnh, khát khao đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tuy nhiên hãy nhìn vào thực tế, cầu thủ nhập tịch Indonesia rất khỏe, nhưng có thể việc chỉ tập trong thời gian ngắn cộng với khác biệt thời tiết giữa châu Âu và Indonesia, hoặc trong bối cảnh không thuận lợi, các cầu thủ nhập tịch sẽ không có tinh thần. Rút kinh nghiệm từ Asian Cup 2023 cùng sự chuẩn bị trách nhiệm từ thầy lẫn trò, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có chiến thắng ở cả hai trận đấu tới đây. Bình luận viên Vũ Quang Huy thì nhận định, bóng đá Đông Nam Á có những nước nhập tịch nhiều như Singapore, khi họ từng mang về nhiều cầu thủ gốc Anh, Mỹ, sau đó đã vô địch Đông Nam Á, nhưng rồi hiệu quả cũng không lâu dài. Philippines cũng nhập tịch rất nhiều vào bán kết AFF Cup 2018, nhưng sau đó thì cũng không tiến xa. Tôi tin Indonesia sẽ làm tốt hơn. Họ là đất nước yêu bóng đá, có chính sách nhập tịch rõ ràng, mang về các cầu thủ đời F1, F2. Dù vậy, cứ phải gặp khó khăn thì mới biết được đẳng cấp của họ đến đâu. Ở Asian Cup 2023, Indonesia đá tốt, nhưng nếu Việt Nam có nhiều trụ cột, chưa chắc họ đã ép mình như thế. Cầu thủ Việt Nam ở trận đó non kinh nghiệm, bị đưa vào cuộc đua sức nên bất lợi. Còn lúc này đội tuyển Việt Nam có cầu thủ kinh nghiệm, thông minh, sẽ có lối đá khéo léo để khắc chế. Indonesia cũng mạnh, rất khỏe, nhưng khi gặp khó khăn, họ lại không biết xoay sở ra sao. Đội tuyển Việt Nam cần chơi theo cách của mình. Hai trận gặp Indonesia tại vòng loại World Cup sẽ quyết định tương lai của huấn luyện viên Philippe Chuze ở đội tuyển Việt Nam. Thất bại trước Indonesia ở SEA Games 32 và Asian Cup 2023 khiến huấn luyện viên Philippe Chuze hứng chịu làn sóng chỉ trích rất lớn. Viễn cảnh xấu hơn nữa có thể xảy đến với nhà cầm quân người Pháp nếu đội tuyển Việt Nam không thắng được đối thủ xứ vạn đảo trong hai trận đối đầu sắp tới. Trong bản phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2026, VFF đã đề ra 5 mục tiêu phấn đấu cho các đội tuyển Nam. Một là có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, hai là tứ kết Asian Cup 2023, ba là chung kết Asian Championship, tiếp theo là thứ hạng cao tại U23 châu Á và cuối cùng là bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Nhân vật chịu trách nhiệm chính cho những kết quả ấy là huấn luyện viên Philippe Chuze, với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2026. Không hề tình cờ khi trùng với thời gian chiến lược mà VFF đặt ra. Vấn đề là trong 5 mục tiêu ấy, ông Chuze đã thất bại ở hai nhiệm vụ đầu tiên. Nếu không thể giúp tuyển Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup, đó sẽ là thất bại chiến lược thứ 3 liên tiếp của ông. Một kết quả kiểu như vậy có thể đồng nghĩa với kết thúc. Áp lực đè lên vai huấn luyện viên Chuze và đội tuyển Việt Nam trước hai trận với Indonesia là rất lớn. Đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thời ông Park Hang-seo không thua Indonesia và thắng nhiều hơn hòa. Ông Chuze từng nói rằng trận đấu với Indonesia ở Asian Cup 2023 có ý nghĩa khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, thất bại tại Asian Cup khiến người hâm mộ bất ngờ đến mức phẫn nộ. Sự kỳ vọng và cả áp lực dành cho ông thầy Chuze ở hai trận tới là phải thắng. Ở tình thế này, sự kỳ vọng tạo ra sức ép
nhiều hơn là động lực. Dẫu vậy, trước khi nghĩ đến chiến thắng, có lẽ thầy trò huấn luyện viên Tuchel phải nghĩ đến việc không thua ở trận lượt đi, khi họ phải đá ở chảo lửa Gelora Bungkano có sức chứa là 7 vạn khán giả. Trên lý thuyết, với cục diện hiện tại ở bảng F, có điểm ở cả hai lượt trận không phải là kết quả tồi đối với đội tuyển Việt Nam. Ông Tuchel và học trò đang có 3 điểm, trong khi Philippines và Indonesia mới có 1 điểm. Kết quả thắng của Việt Nam và hòa của Indonesia trước cùng Philippines tạo lợi thế khá lớn cho thầy trò ông Tuchel trong cuộc đua tới vị trí nhì bảng. Hơn Indonesia 2 điểm, đồng nghĩa Nguyễn Quang Hải và đồng đội được phép bước vào cuộc đối đầu này bằng một tâm thế ưu tiên việc không thua. Chi tiết nhỏ ấy có thể mang tới sự khác biệt lớn. Chỉ cần vượt qua sức ép từ dư luận, bỏ qua cái tôi đang bị tổn thương, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đề ra một chiến lược có lợi khi tiếp cận Indonesia. Không thua trước Indonesia có lẽ là đủ để tuyển Việt Nam bảo vệ vị trí nhì bảng, đồng nghĩa tấm vé đi tiếp tới vòng loại thứ 3. Đồng nghĩa nữa là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong hợp đồng của huấn luyện viên Tuchel với VFF. Vấn đề là đội tuyển Việt Nam có đủ sức hoàn thành nhiệm vụ ấy hay không? Không thua Indonesia, dễ hay là khó? 3 tháng trước, ai đặt ra câu hỏi này sẽ bị xem là ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ đó là vấn đề hoàn toàn nghiêm túc. Thất bại tâm phục khẩu phục ở Asian Cup cho thấy giữa tuyển Việt Nam và Indonesia đang tồn tại một khoảng cách nhất định. Điều đáng nói là khoảng cách ấy dường như có xu hướng nới rộng thêm. Indonesia trên đất UAE vẫn là đội bóng trẻ, tập hợp của nhóm nội bình và cầu thủ nhập tịch chưa có nhiều thời gian gắn bó cùng nhau. Tới vòng loại World Cup, ông Shin Tae-yong đã có thêm thời gian, đội hình Indonesia cũng được bổ sung thêm lực lượng. Họ vốn mạnh và sẽ còn mạnh hơn trong những ngày tới đây. Chiều ngược lại, tuyển Việt Nam vẫn hành quân đến Jakarta với một lực lượng sứt mẻ. Quế Ngọc Hải, Phạm Tuấn Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Anh chắc chắn là vắng mặt. Lực lượng ấy không khá hơn đội tuyển đã thua Indonesia ở Asian Cup là bao. Vấn đề cũ của các tuyển thủ cũng còn nguyên. Trụ cột lớn tuổi xuống phong độ, nhóm trẻ hơn cần thêm thời gian, trong khi hàng loạt cựu binh vẫn chẳng được ông Tuchel đoái hoài. Bức tranh thời thế là Indonesia tiến lên, còn Việt Nam thì dậm chân tại chỗ, thậm chí có dấu hiệu thụt lùi. Cộng thêm hiệu ứng tinh thần và áp lực từ chảo lửa Gelora Bungkano, sức mạnh của tuyển Indonesia sẽ cực kỳ đáng ngại. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm tuyển Việt Nam bước vào cuộc đấu Indonesia với vị thế cửa dưới. Kết quả bất lợi trước Indonesia và vòng loại World Cup coi như là dấu chấm hết cho huấn luyện viên Tuchel. Tỉnh táo để không thua trước khi nghĩ về chiến thắng, vì thế sẽ là lựa chọn hợp lý cho huấn luyện viên Tuchel và tuyển Việt Nam trước Indonesia. Cánh cửa trở lại đội tuyển Việt Nam tưởng chừng đã đóng sập với Nguyễn Công Phượng đã bất ngờ mở ra. Nhưng cuối cùng, chấn thương lại khiến tiền đạo này mất đi cơ hội khẳng định giá trị. Còn nhớ rằng tháng 9 năm 2023, Công Phượng tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội Palestine. Anh khiến người hâm mộ ngất ngây với pha chạy chỗ thông minh, rồi lốp bóng kỹ thuật ghi bàn. Nhưng huấn luyện viên Philippe Tuchel lại chưa thực sự hài lòng. Chiến lược gia người Pháp đánh giá Công Phượng chơi ở mức chấp nhận được, cho rằng cậu học trò chưa thể thi đấu ở cường độ cao nhất. Ông còn khuyên tiền đạo này nên tìm một bến đỗ mới để được thi đấu nhiều hơn. Trước đó Công Phượng không được đăng ký thi đấu tại J-League 1. Sau cùng thì Công Phượng vẫn tiếp tục ở lại Yokohama FC. Còn huấn luyện viên Tuchel gạch tên chân sút quê Nghệ An ra khỏi danh sách dự Asian Cup năm 2023. Và giờ, hãy nhìn những gì đã diễn ra trên đất Qatar. Nguyễn Đình Bắc có một trận đấu đầy tự tin trước đội tuyển Nhật Bản, nhưng mờ nhạt khi đối đầu với Iraq. Các tiền đạo còn lại như là Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, non nớt và gần như chìm nghỉm. Trong khi đó, Nguyễn Văn Toàn nhận được niềm tin trọn vẹn, lại có số phút thi đấu hạn chế. Giữa những thời điểm bế tắc, chịu nhiều áp lực, đội tuyển Việt Nam thiếu một mẫu cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt như là Công Phượng. Nếu cần một ví dụ, hãy nhìn cách tiền đạo của Yokohama FC khuấy đảo hàng phòng ngự đội tuyển Nhật Bản như thế nào ở tứ kết Asian Cup năm 2019. Và khi nhận ra rằng Công Phượng có thể là quân bài tẩy, huấn luyện viên Tuchel đã đích thân bay sang Nhật Bản để xem cậu học trò tập luyện và thi đấu. Cùng với đó, ông cũng trao đổi, dặn dò Công Phượng. Kết quả là Phượng được điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai cuộc đối đầu Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Huấn luyện viên Tuchel từng nói rằng ông chọn cầu thủ dựa trên phong độ chứ không phải vì danh tiếng.
Nhưng không, cuối cùng ông đã gọi Công Phượng, cầu thủ chưa được thi đấu bất cứ một phút nào ở J-League 1 trong hơn một mùa giải. Chiến lược ra người Pháp đã phá luật do chính mình tạo ra. Điều đó có nghĩa là ông nhiều khả năng trao cơ hội cho Công Phượng. Trong bối cảnh Phạm Tuấn Hải dính chấn thương, các cầu thủ như Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đình Bắc thì chưa có nhiều kinh nghiệm. Huấn luyện viên Chu Dê hoàn toàn có thể xếp Công Phượng đá chính bên cạnh Nguyễn Tiến Linh, hoặc tung tiền đạo này vào sân ở một số thời điểm nhất định. Bình luận viên Quang Tùng nhận định, đội tuyển Việt Nam vẫn cần giá trị của Công Phượng, đó là khả năng tạo đột biến, tạo bất ngờ cho đối thủ. Khi Việt Nam chịu áp lực lớn trước Indonesia, Công Phượng là cầu thủ có thể gây sức ép ngược lại cho đối thủ. Nhưng thật chớ trêu, Công Phượng đã dính chấn thương, không thể tham dự trận đấu với đối thủ Indonesia tại chảo lửa Gelora Bung Karno. Đây là trận đấu mang tính quyết định và cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tâm lý, sự tự tin của cả hai đội ở trận lượt về. Nếu như có Công Phượng, có lẽ đoàn quân của huấn luyện viên Chu Dê sẽ đáng gờm hơn nhiều. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.